Hôm nay là phải nói là học trò của cô Tô Lạc rất là nhiều. Đầu tiên là phải xin em chào anh chị Minh Hoàng. Xin chào em Kim Quyền. Xin chào bé Hoàng Mèo. bé Lê Nguyễn Tuấn Anh. Đó. Rồi và tất cả các người là đám trứng thân yêu của U. U trứng nhiều vậy đó hả? Trời ơi, người ta có cái biệt hiệu mẹ Âu Cơ mà. Ông Minh Nhí là Ba Lạc Long Quân. Sau này cái ông đi ông lấy vợ khác. Cái bây giờ ông Ba Lạc Long Quân mới là ông Hoàng Sơn. Đó. Thì hôm nay thấy đầy đủ mọi người. À có thầy Bảo nữa, thầy Bảo ngồi cao quá chị Vân không thấy. Hôm nay là giống như là mình trong trường của mình á, là các thầy cùng đi với lại các em để đến thưởng thức bộ phim Hai Múi. Thì trong đó có cả mẹ của Vân nữa. Hôm qua là đây mẹ là chào bé. Dạ, con chào bé ạ. Mẹ là hôm qua là có mẹ của Huyền Linh. Đó, hôm qua mẹ Huyền Linh đi coi và có về. Mẹ Huyền Linh có gửi lời thăm mẹ Hồng Vân. Thế là Hồng Vân có nói với mẹ là mẹ Huyền Linh hỏi thăm. Thế là mẹ Hồng Vân nói là hôm nay là mẹ Hồng Vân phải đi coi, không thể nào không đi được. Đó, thế là bà đã ngồi đây và bà xem. Thì hôm nay thì thực sự là các em chắc chắn là các em sẽ có một cảm xúc rất là nhiều. Bởi vì học sinh của bên đây miền Tây, các em sống ở miền Tây rất là nhiều. Thành ra là khi các em thấy những cái cảnh như thế này và thấy người cha yêu thương của mình như vậy thì chắc chắn là các bạn sẽ khóc nhè nhiều, chứ không phải là khó khóc như là Linh nói đâu. Thường thì các bạn học nghệ thuật mà thành ra là các bạn về mặt cảm xúc các bạn nhiều lắm. Đó. Thì chả biết nói gì hơn là chỉ cảm ơn các con. Hôm nay các con đã đến rất là đông đủ để ủng hộ Hai Múi. Và nếu mà em có muốn để một câu các con, tức là các con nói điều gì về Hai Múi sau khi xem đâu, các con làm một cái slogan cho U thử coi. Oh. Wow. Hay là giờ mình làm series được không U? Thử nha. Dạ. Bây giờ hay là mình làm một series là mình cỡ tầm 10 bạn được không? Mỗi bạn một câu được không U? Được, con cứ tự nhiên đi. Dạ. Con hỏi các bạn đi. Thật ra bây giờ các bạn ở đây mỗi người cảm xúc khác nhau. Các bạn cứ suy nghĩ đi, cho các bạn 1 phút 30 giây. Các bạn nghĩ xong. Không được bánh gian nha. Đấy vậy hả? Mình tức là cảm nghĩ thì ai cũng nói, ai cũng là cảm nghĩ của mình. Nhưng mà ở đây đừng nói cái slogan của mình đó. Ví dụ đi, này, phim Hai Múi có hay không? Hay đi, đừng có nói có. Lại nha, phim Hai Múi có hay không? Hay. Có xúc động không? Xúc động. Cảnh có đẹp không? Quá đẹp. Có yêu đạo diễn Vũ Thành Vinh không? Rất yêu. Có yêu ông Hai Múi em? Rất yêu. Có yêu Tư Lạc không? Có yêu. Thật ra thế này nè. Chưa, còn câu này mới ghê nè. Câu này mới ghê nè. Có yêu bé Hai Múi không? Dạ là yêu. Tôi bị cố chấp quá, anh nói cái gì tôi cũng nghe lời anh hết trơn á. Nhưng tôi nói thiệt luôn, tôi coi bộ phim tôi mới thấy con người tôi nó sao mà nó cuộc đời nó quá cực khổ mà nó hèn hạ. Yêu mà yêu một cách cố chấp như vậy, trong khi chị nói này vui lắm nè, làm như em gài chị với ông Năm là ông Công Ninh á, phải không? Là chưa có tập 2 là cái câu chuyện về ông Công Ninh với chị đúng không? Có, đang chuẩn bị cho Hai Múi 2.